Đây, máy bơm nước số Nhật 244 của bác Tiến này. Đây, em vừa đi test lại cho bác trước khi gửi đây. Đây, hộp này. Đây, tô phi này. Đấy, cửa giói này. Đây, tô phi này. Đi 12 giờ trưa nắng quá, thì đi test một tí rồi về thôi. Máy đánh đất nó ok bác nhá. Bơm nước số Nhật xe đang 0 24V. Đấy. Ơi, cầm máy về này, máy thôi. Tí về em gửi video rồi nhá. Xin chào toàn thể mọi người nhá. Hôm nay em làm video thực tế máy bơm nước sò Nhật trên 00 24V này. Em đang đánh 2 bình 100A. Em test thực tế cho các bác cùng xem nhá. Thực tế trên sông nha. Hôm nay nước sông sâu này rất là to mọi người. Đấy, bảo mình mông này. Nước ta cho vào đồng. Bây giờ em đánh thực tế cho các bác cùng xem. Máy bơm nước sò Nhật trên 00. Hiện tại thì chiếc áp thì tần số nó để nó phần trăm công suất của máy mọi người nhá. Các bác cùng xem video cảm nhận cái dòng máy với em. Máy 24V rất là khỏe luôn. Đây, các bác này, có khi này. Rồi nhá. Rồi, có khi rất nhiều luôn. Đấy, các bác từ nãy con sung đi em là nó lên nổi này. Rô phi này, đấy. Qua cái bật con sung em nhá. Cái nháy là nó lên hết rồi. Đấy, đấy 24V. Tuyên thuyền. Con này thì có để các bác đánh thuyền to nhá. Càng thuyền to thì đánh càng hiệu quả thôi. Mọi người chồng người đánh rất ok mọi người. Đấy. Đây các bác này, rô phi này. Phát chết rồi. Đặc biệt cái dòng máy này bên em đã có đánh rô phi nhé, đấy, rô phi chết. Nhưng mà cá mương, cá giói, cá suối xếp nổi rất là đẹp. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ trưa, đấy, trời rất là nắng nóng. Nước sông này đang mở rộng rất to mọi người, đây mọi người có thể thấy con rô phi nó chết này. Đấy, nó nhau mọi người ạ, nó nhau nó vào chết này, đấy, chết rất là đẹp luôn, đấy. Máy 24V này em có thực tế rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em lại làm tiếp tục video test thực tế cho các bác khách ở Kiến Thụy Hải Phòng trước khi gửi đấy. Khu vực Hải Phòng này các bác dùng máy coi em Quảng Ninh rất là nhiều rồi. Máy 12V, 24V đấy. Máy đánh rất là ok nhá. Các bác về để cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Rô phi này, đấy. Rô phi nó chết là nhau vào rất là đẹp nhá. Đây mọi người, đây thấy đấy, nó nhau vào này. Đấy, 24V. Để tí em ra ngoài xa em đánh cho các bác xem, đánh chứ không phải đánh dè bờ đâu. Rô phi chết như bình thường. Đánh rất là khỏe, 24V khỏe mà giật độ rộng rất là rộng. Đấy.